À, kính chào quý vị. Hiện giờ ở khu vực khu 4 của nông trường Xuân Hậu có hiện tượng là bông lộc. Bông lộc rất là mạnh ha. Đó, bông lộc rất là mạnh. Như vậy thì phương án để làm cho nó già lá để nó đi bông cách là ổn định và an toàn thì phương pháp nào? Và trên đây là rõ ràng là bông lộc thấy gì không? Đây đó, đây là bông lộc. Như vậy thì lá này nó bắt đầu nó hơi cứng, nó sần rất rõ ràng ha. Giờ đây cũng vậy. Đây cũng tương tự. Vậy thì chúng ta giải quyết sao? Đừng có vội vã là gọi là quýnh cho nó gọi là tịch, là rớt lá. Đó là một cái bài cũng tương đối là hiệu quả nhưng mà không an toàn. Thì riêng chúng tôi á, là riêng cái gì nên là làm cho nó già lá nhanh để sao nó đẩy bông thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Thì trong trường hợp này chúng tôi khuyến cáo là sử dụng là cái sản phẩm KBS Italia cộng với sản phẩm Quality. KBS là cái kali sunfat lưu huỳnh trioxit và một ít bò. Quality là canxi và magie. Thì men này đưa vô làm cho nó xanh và lá nhanh, xanh và già lá nhanh, và tiếp đó nó sẽ đẩy cái mầm này, những cái mầm hoa này nó nhanh hơn, nó nhanh hơn ha. Đây đó. Cho nên đó, đôi khi là kỹ thuật đòi hỏi phải là bình tĩnh và phải chuẩn. Chứ trường hợp mà đi bông lọc mà cái gì nôn nóng xử lý vĩnh rớt lá thì cái kết quả hay hậu quả cũng rất khác nhau, rất là nguy hiểm ha. Đó. Hay quý vị ha. Rồi, nếu quý vị quan tâm tới cái kỹ thuật mà xử lý bông lọc cho nó già lá nhanh và nó son bông dẫn đậu trái và nuôi lớn trái cách là bình thường thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249 Goldfield, lắng nghe và chia sẻ. Từ khóa là gì? Cách giải quyết bông lọc hiệu quả tăng đầu trai.